Chào bạn, mình là Kiều Anh, là người quản lý sản phẩm của siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Thưa bạn, trong video ngày hôm nay thì Kiều Anh sẽ chia sẻ tới mọi người ở một trong những sản phẩm được rất nhiều người ưa thích và sử dụng trên thị trường hiện nay, đó chính là sản phẩm kẹo sâm đến từ Hàn Quốc. Thưa bạn, chúng ta hiện nay thì với công việc học tập bận rộn cũng như là những công việc khác, thế nên là cơ thể của chúng ta thì rất dễ bị mệt mỏi cũng như là stress căng thẳng. Và với sự bận rộn này thì chúng ta lại không có thời gian để sử dụng những loại sản phẩm tăng cường sức khỏe cũng như là phải nấu nướng cầu kỳ. Và hiểu được điều này thì siêu thị Hàn Quốc cũng như là Kiều Anh đã tìm hiểu những sản phẩm hàng đầu trên thị trường giúp giảm bớt căng thẳng mệt mỏi, tăng cường sức khỏe cho người sử dụng. Và sản phẩm kẹo sâm đến từ Hàn Quốc chính là một trong những sản phẩm hàng đầu đó. Thưa các bạn, sâm Hàn Quốc thì được biết đến như là một trong những loại dược liệu có vai trò quan trọng và vô cùng quý hiếm cũng như là tốt với sức khỏe của con người. Nếu như chúng ta sử dụng sâm tươi thì còn phải tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người, thì với sản phẩm kẹo sâm Hàn Quốc này thì lại khác. Với sản phẩm kẹo sâm này thì tất cả mọi người đều có thể sử dụng được, từ trẻ nhỏ cho đến là người già. Và đặc biệt sản phẩm kẹo sâm này khi sử dụng còn giúp cho chúng ta là giảm bớt căng thẳng, mệt mỏi, cũng như là tăng cường các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, và đặc biệt là tăng cường hệ miễn dịch cho chúng ta. Và nếu như với sản phẩm kẹo sâm như thế này thì chúng ta gặp vấn đề về răng miệng như là bị sâu răng hay là bị đau răng, đặc biệt với trẻ nhỏ thích ăn kẹo mà các bậc phụ huynh lại không muốn cho ăn nhiều bởi vì sợ ảnh hưởng đến hệ răng miệng. Với sản phẩm kẹo sâm này thì không có chứa nhiều đường, thế nên là khi chúng ta sử dụng nó không ảnh hưởng đến răng miệng mà thậm chí là còn tăng cường sức khỏe cho chúng ta. Đặc biệt với chất oligo có trong sản phẩm kẹo sâm như thế này thì nó giúp cho sức khỏe của chúng ta ngày một được cải thiện tốt hơn, tăng cường hệ miễn dịch, cũng như là phòng ngừa lại được những căn bệnh vặt như là cảm cúm, ốm, sốt hay là ho. Quan trọng, hợp chất xylitol có trong sản phẩm kẹo sâm này thì không chỉ giúp cho chúng ta là làm thơm khoang miệng cũng như là phòng chống được một số căn bệnh về răng miệng, mà nó còn giúp cho chúng ta là trắng răng hơn cũng như là khử được mùi hôi trong miệng. Và với thiết kế nhỏ gọn của kẹo sâm này thì chúng ta có thể là mang đi mọi lúc, mọi nơi và có thể là sử dụng làm quà để biếu tặng cho người thân bạn bè. Bởi sản phẩm kẹo sâm này thì nó không chỉ là mang lại một sức khỏe tốt cho cơ thể như Kiều Anh vừa nhắc bên trên, mà nó còn có tác dụng vô cùng tốt đối với chị em phụ nữ, đó chính là ngăn chặn sự lão hóa sớm cũng như là cải thiện làn da cho chị em phụ nữ. Vậy nên là khi sử dụng sản phẩm kẹo sâm này, nó không chỉ là phòng chống được một số căn bệnh nhất định mà còn giúp là nâng cao cũng như là bồi bổ sức khỏe cho chúng ta. Những công dụng chúng ta có thể nhắc đến khi sử dụng sản phẩm kẹo sâm đến từ Hàn Quốc này, đó chính là nó mang lại những công dụng vô cùng tuyệt vời như là giảm căng thẳng stress hay là tăng cường khả năng hoạt động của não bộ, tăng cường chức năng sinh lý cũng như là tăng khả năng miễn dịch, nâng cao sức khỏe cho chúng ta và phòng chống được một số căn bệnh nhất định. Chỉ với một sản phẩm kẹo sâm nhỏ bé như thế này thôi, nó đã mang lại những công dụng vô cùng tuyệt vời rồi. Và sản phẩm kẹo sâm này thì được chiết xuất hoàn toàn từ nhân sâm 6 năm tuổi kết hợp với các loại dược liệu quý hiếm khác. Thế nên là chúng ta có thể sử dụng cho mọi độ tuổi từ già cho đến là trẻ. Và với sản phẩm này thì như Kiều Anh vừa nói bên trên, chúng ta cũng có thể là sử dụng làm quà tặng trong mỗi dịp lễ hay là Tết. Sản phẩm kẹo sâm đến từ Hàn Quốc này thì có thể là sử dụng cho người tiểu đường, bởi lượng đường có trong kẹo hồng sâm này thì không quá là cao, thế nên là khi chúng ta sử dụng không ảnh hưởng gì đến căn bệnh, cũng như là không ảnh hưởng gì đến quá trình điều trị. Và cách sử dụng thì cũng vô cùng là đơn giản thôi, với độ cứng vừa phải thì chúng ta có thể là nhai hoặc là ngậm. Và với những công dụng như vậy thì Kiều Anh tin chắc rằng đây sẽ là một trong những sản phẩm mà bạn nên sử dụng, cũng như là chúng ta nên có trong thực đơn hàng ngày để mang lại sức khỏe tốt nhất, cũng như là tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch và nâng cao sự hoạt động của trí não, cũng như là giảm căng thẳng mệt mỏi cho chúng ta. Với sản phẩm kẹo sâm như thế này thì giá thành cũng không quá là cao, chỉ với 50.000 đồng thôi bạn đã có thể là sở hữu trong tay một sản phẩm, một gói kẹo sâm như thế này rồi. Vậy thì chúng ta mua sản phẩm kẹo sâm này ở đâu để có thể là đảm bảo uy tín chất lượng nhất? Thì Kiều Anh cũng xin được gợi ý một trong những địa điểm mà các bạn có thể mua sản phẩm này, đó chính là siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Bởi siêu thị Hàn Quốc với tiêu chí chất lượng là uy tín, cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chính hãng đến từ Hàn Quốc, cũng như là những sản phẩm được bày bán tại siêu thị Hàn Quốc thì được chứng minh nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đặc biệt, khi nhận sản phẩm, bạn được phép kiểm tra hàng rồi sau đó mới thanh toán. Siêu thị Hàn Quốc thì cũng cam kết là đổi trả sản phẩm trong vòng 7 ngày, nếu như khi nhận hàng bạn thấy rằng sản phẩm không đúng với những gì mà video đã mô tả.
Vậy phải làm như thế nào để sở hữu trong tay những sản phẩm tuyệt vời như thế này ạ? Thì Kiều Anh xin được gợi ý một trong ba phương thức để mua hàng. Phương thức thứ nhất, các bạn hãy liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904363985 để được tư vấn mua hàng. Kiều Anh xin nhắc lại một lần nữa, đó là 0904363985. Thứ hai, các bạn hãy nhấn vào đường link mô tả ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com để đặt hàng sản phẩm. Thứ ba, các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được tư vấn từ các chuyên viên cũng như là nhận được nhiều ưu đãi hơn dành riêng cho sản phẩm kẹo hồng sâm. Vâng, chỉ với 3 phương thức trên thôi chúng ta đã sở hữu trong tay sản phẩm tuyệt vời này mà không cần phải đi lại quá nhiều rồi đúng không ạ? Vậy thì còn chờ gì nữa mà chúng ta không đặt mua sản phẩm này ngay lập tức để mang lại sức khỏe tốt nhất cho bản thân cũng như là cho người thân trong gia đình. Hy vọng với những thông tin mà Kiều Anh chia sẻ về sản phẩm kẹo hồng sâm đến từ Hàn Quốc trong video ngày hôm nay thì đã mang lại cho cô chú anh chị những thông tin vô cùng bổ ích. Chúc cô chú anh chị một ngày bình an, có sức khỏe dồi dào. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Các bạn còn đang thắc mắc về sản phẩm kẹo hồng sâm đến từ Hàn Quốc thì hãy nhấn vào danh sách phát phía tay phải của Kiều Anh để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết. Đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông nhỏ thông báo để nhận được thông báo về các video mới nhất, bổ ích nhất đến từ kênh siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24h.